Không đám cưới người Hoa có cưới được con gái nhà người ta hay không là phải qua cái ải này nè. Cái ải này còn được gọi là chặn cửa. Tiếng Quảng Đông tụi mình hay kêu là làn mùn. Tôi muốn lấy cô gái này. Đấy, anh cứ nói giá đi. Tài có ổn với nhìn đá này từ chợ lớn downtown. Hôm trước có lên một cái clip đám hỏi co tài lệ của người Hoa mà ai cũng tưởng mình cưới hết. Không phải đám cưới của mình nha cả nhà, mà là đám cưới của em họ mình. Đây mới là cô dâu nè. Em mình làm việc ở nước ngoài cho nên lần trước co tài lệ là không có về kịp. Thật ra đối với mình trong đám cưới người Hoa vui nhất vẫn là cái tục chặn cửa này. Đây là một phong tục đã có từ rất là lâu rồi. Trong cái ngày rước dâu thì nhà gái sẽ đóng cửa lại và không cho nhà trai vào. Trừ khi chú rể phải trả lời được các câu hỏi hoặc là thực hiện thử thách thì nhà gái mới mở cửa cho vô. Sẽ không quan tâm đến cái việc là chặn cửa bao lâu đâu, bởi vì theo quan niệm là chặn cửa càng lâu thì tình yêu của họ mới càng bền chặt và cũng thể hiện được sự chân thành của chú rể nữa. Giờ lành tháng tốt là sẽ không có tính vào cái giờ mà cô dâu bước vào nhà chú rể đâu, là sẽ tính vào cái giờ chú rể bắt đầu bước ra khỏi nhà. Cho nên trong đám cưới người Hoa là tới cái khúc này là mọi người quậy tới bến luôn. Phong tục chặn cửa này thì cô dâu sẽ ở trong phòng không có được bước ra. Ở phía ngoài thử thách chú rể như thế nào thì để chị em mình lo nha. Trong khi chú rể và mọi người đàm phán với nhau thì trong tiếng Hoa tụi mình gọi là quản xu hẩu. Trời ơi, nói bạn nghe, chú rể chưa tới, tụi mình chưa kịp chơi. Mà gì ví dụ mình kêu là chơi cái gì dễ dễ thôi, con mở cửa cho nó vô lẹ lẹ đi con. Còn cô dâu thì kêu là đừng có làm khó chồng em quá nha. Cưa cái gì hết mà đã binh con rể quá trời quá đất luôn. Rồi, mở cửa luôn. Rồi, bây giờ mình làm thử thách đi. Bây giờ màu dây. iPhone 15 Pro Max màu titanium. Tại vậy khi nào anh mua cho anh chứ? Khi nào mua cho dân? Cuối năm mua. À, cái khúc này đăng lên là để nhắc khéo nha em trai, cuối năm rồi đó. Hỏi mấy câu đơn giản vậy thôi chứ chưa có xong đâu. Mình còn giấu dép cô dâu còn thang bộ chung cư á. Kiếm đủ một đôi là mới cho vô nhà đó nha. Kiếm quá trời kiếm luôn. Còn mắt ông Kiền chạy theo rồi quay lại nữa nè. Trời ơi, mắc cười dễ sợ. Thật ra mình thấy chơi cái này muốn vui á là cả hai nhà đều phải chịu chơi. Nhưng mà đương nhiên thì cũng không có nên làm những cái thử thách quá đáng quá. Hoặc là khó quá thì cái thời gian nó sẽ bị kéo dài nên mọi người sẽ bị mất mút á. Vừa đủ thôi là vui ơi là vui rồi. Cuối cùng chú rể cũng gặp được cô dâu rồi nè. Hồi bữa bây giờ có một số gia đình đã bỏ qua cái phong tục này nhưng mà mọi người ráng giữ nó nha trời, bởi vì nó vui lắm. Và bác ngoại bằng nhỏ kia phân có hành xì tốt dầu quả nhi ti cả. Ha, mình chỉ là để vui quả mẹ la. Chị có đây chào phát đây làm cao kể là bye bye.